nỗi buồn của cha mẹ già khi thiếu sự quan tâm của các con. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, thật phúc đức cho những người có được tuổi già viên mãn, đó là sức khỏe, cuộc sống vật chất, tinh thần đầy đủ, con cháu đề huề, luôn chăm sóc hết mình. Có thể nói, đây là sự sung sướng có hậu ở tuổi già. Và thật sự bất hạnh cho những người già yếu phải sống cô đơn, không nơi nương tựa, có thể có con cháu ở xa hoặc không có cháu. Có rất nhiều tâm sự về nỗi buồn khi thiếu sự quan tâm của các con đối với các bậc làm cha, làm mẹ. Và sau đây là một bức thư của độc giả tên là Văn Lưu gửi tới chương trình, mong nhận được sự chia sẻ của chương trình và quý khán giả. Bức thư với nội dung tiêu đề Nỗi buồn của cha mẹ già khi thiếu sự quan tâm của các con. Vợ chồng tôi 65 tuổi, đã về hưu, sinh được 3 con trai. Lúc chúng còn nhỏ, vợ chồng vất vả nuôi con ăn học, lớn lên chỉ mong chúng ngoan ngoãn và ổn định sự nghiệp. Gia đình là điều hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Khi các con lớn lên lập gia đình, chúng lo cho gia đình nhỏ, tuổi già lại chịu sự cô đơn. Chỉ mong các con tranh thủ đưa cháu về chơi với ba mẹ thật lâu, thật nhiều. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn, các con mãi làm việc. Nhiều lúc có thể chúng đã quên mình còn ba mẹ già. Ba cậu con trai tôi lúc độc thân cũng tình cảm quan tâm ba mẹ. Từ khi có gia đình thì sự quan tâm không còn nhiều. Cả tuần, tôi mong điện thoại về cho ba mẹ, cũng không thấy các con gọi. Tôi gọi lại thì chúng nói qua loa, rồi tranh thủ làm nhiều việc. Tôi không hiểu, các con có việc gì quan trọng mà không thể nói chuyện với ba mẹ được 5 phút. Tôi mong ngóng vợ chồng các con đưa cháu về chơi, nhưng thường rất ít, dù nhà chỉ cách mấy chục cây số. Nếu có về thì vợ con cũng vắng mặt. Nhiều lúc, vợ chồng tôi tự hỏi, thân già này đã làm gì để các con đối xử như vậy? Gia đình nào may mắn có được con dâu hiểu chuyện, gần gũi, yêu thương nhà chồng, thì may ra mình còn được gặp cháu thường xuyên, còn không thì không khác gì người xa lạ. Tuổi già đi lại cũng khó khăn, đến nhà các con ở lâu cũng ngại, nên buồn thì chúng tôi lại xem phim, đi dạo. Thế nhưng, những điều ấy rất nhanh chán, không thể bằng được gần con cháu, được nói chuyện. Có thể, trong mắt các con bây giờ, ba mẹ già luôn phiền phức, nói nhiều, nghĩ nhiều, không phù hợp với cuộc sống hiện đại của các con. Nhưng những gì ba mẹ mong muốn là chính đáng và đúng đạo lý con người. Nên dù các con thế nào, hãy luôn nhớ mình còn ba mẹ già ngày đêm mong ngóng chờ đợi. Đừng bao giờ buông những lời này với cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, có những lời nói, việc làm đôi khi chỉ là sự vô tình, nhưng cũng đủ để sát muối vào lòng cha mẹ. Phận làm con cần phải biết để tránh làm tổn thương những người yêu thương mình nhất. Bất luận là bố mẹ đã chăm sóc, giáo dục ta ra sao, nhưng ít nhất mẹ cũng đã mang thai ta 9 tháng 10 ngày và sinh ta ra trên cõi đời này, cho ta nhìn thấy tất cả mọi thứ, thiện, ác, xấu, đẹp. Mà nếu không được sinh ra, ta chẳng thể nào biết được. Thế nên, phận làm con, đừng làm những việc để rồi sau này hối hận. Hãy đối xử thật tốt với người đã sinh ra ta. Đừng đợi đến khi họ không còn nữa mới biết trân trọng. Khi đó, tất cả đều đã muộn mất rồi. Câu chuyện tâm sự về nỗi buồn khi thiếu sự quan tâm của các con đối với các bậc làm cha, làm mẹ, tôi cũng có đôi lời với các bậc làm con. Đừng chờ đợi hay trì hoãn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ. Gặp nhau ở kiếp này, chưa chắc đã có kiếp khác. Hãy ở bên cha mẹ khi chưa quá muộn và cho họ thêm thời gian. Những ngày còn có thể đồng hành, hãy bao dung, nhẹ nhàng và tử tế hơn với bố mẹ mình. Sống chậm một chút để nhìn lại, cẩn trọng một chút trong lời nói, để soi lại những gì ta đã làm với mẹ cha, để không hối hận mãi về sau. Và cha mẹ già sẽ thực sự đau xót tâm can khi con cái thốt ra những lời này. Hãy xem, nếu mình có một trong những hành động sau đây, thì hãy nên sửa đổi càng sớm càng tốt bạn nhé. Thứ nhất, gọi cho con có việc gì thế? Con bận lắm, con tắt máy đây. Bạn có thể giữ quyền cao chức trọng trong ngoài xã hội, nhưng trong mắt cha mẹ già, bạn mãi mãi là đứa con bé bỏng. Nhiều khi, cha mẹ gọi cho bạn chỉ đơn giản là để nghe tiếng, để thỏa nỗi nhớ mong. Thế nhưng, cuộc sống thực dụng khiến bạn quý thời gian và thậm chí tiếc cả thời gian dành cho cha mẹ mình, dù đó có thể chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm. Điều này làm tổn thương đến cha mẹ. Xin đừng vì những bận bịu của công việc gia đình mới mà thờ ơ với cha mẹ mình. Hãy luôn thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với cha mẹ, rảnh rỗi về nhà thăm họ để tâm hồn cha mẹ được nhẹ nhàng và vui vẻ. Thứ hai, cha mẹ lạc hậu thế, cha mẹ thật là lẩm cẩm. Cha mẹ cách chúng ta một thế hệ, vậy nên những lời góp ý của họ có thể không hợp với thời đại, cuộc sống của ta, thậm chí không thể mang ra áp dụng. Cũng đừng bao giờ nói, quan điểm của cha mẹ bây giờ đã lỗi thời lâu rồi. Khi bạn lớn lên, đồng nghĩa với việc cha mẹ bạn ngày một già hơn. Có thể chỉ vì những phong tục hay quy tắc xưa mà họ cảm thấy không hài lòng đôi điều với cách sống của bạn mà bạn cho họ là lạc hậu. Xin hãy nhớ lại một chút. Ngày xưa, khi bạn còn chập chững học những điều nhỏ, dù rất dễ nhưng lại sai lên sai xuống, cha mẹ đã chỉ dạy bạn tận tình, chỉ rõ cách bạn làm mọi thứ với tình yêu vô hạn. Thế nên, đừng vì ý nghĩ ấy mà thốt ra những lời nói gây tổn thương cho cha mẹ già. Khi bạn nói với họ những lời này, bạn đã đặt cuộc sống của cha mẹ lùi thật sâu vào quá khứ và không còn mối liên hệ với cuộc sống của bạn nữa. Hãy nhớ rằng, chẳng ai có thể trẻ mãi không già, và tương lai bạn cũng sẽ trở thành những người cha, người mẹ già. Bạn có muốn con bạn làm điều đó với mình như vậy hay không? Vậy nên, hãy cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động, lời nói của mình. 3. Con biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Cha mẹ dài dòng, suy cho cùng cũng vì lo nghĩ cho chúng ta. Đừng vô tâm nói, con biết rồi, để phũ phàng chấm dứt câu chuyện. Cha mẹ hỏi nhiều về cuộc sống, về tương lai, sự nghiệp. Không phải vì tộc mạch như thiên hạ mà lo lắng quá đỗi cho chúng ta. Chuyện gì cũng vậy. Hôm nay ta lo 1, nhưng cha mẹ lo 10. Cha mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh ra ta. Cả đời nhịn nhục, chịu khổ, nuôi chúng ta khôn lớn. Bạn không biết rằng, khi cha mẹ dài dòng với bạn như vậy, có nghĩa là họ còn quan tâm, yêu thương bạn biết nhường nào hay không? Bạn luôn muốn cha mẹ mình hiểu mình, nhưng chẳng bao giờ tự hỏi rằng bạn có thực sự hiểu hết cha mẹ hay không? Bạn có biết hay đã bao giờ tìm hiểu về những tâm tư, tâm sự hay những khó khăn của cha mẹ bạn chưa? Làm con, đừng nghĩ lời cha mẹ nói là thừa thãi, bởi duyên phận giữa cha mẹ và con cái vốn rất mỏng manh. Hôm nay cha mẹ dài dòng, nhưng biết đâu được, mai này họ không còn trên cõi đời để khuyên nhủ và dạy bảo ta nữa. Thay vì nói, con biết rồi, hãy lắng nghe và trả lời, con cảm ơn bố mẹ. 4. Con lớn rồi, mẹ không cần phải quan tâm quá. Bạn nghĩ là bạn lớn rồi, bạn đã đi làm và có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Nhưng tại sao bạn lại có những phát ngôn như vậy với cha mẹ bạn? Đối với họ, bạn vẫn là một đứa trẻ con, cần sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Tôi tin rằng bạn đã từng đọc câu thơ như thế này: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hãy thể hiện với cha mẹ bạn là một người con trưởng thành, bằng hành động, bằng cách đối nhân xử thế như người lớn, chứ không phải bằng những lời nói rỗng tuếch và con nít như vậy. Câu nói cuối cùng hay làm cha mẹ phải đau xót, đó chính là: cha mẹ hỏi con làm gì, con có nói mẹ cũng chẳng biết đâu. Cả đời cha mẹ cần kiệm, chịu đựng gian truân vất vả, cũng chỉ mong mỏi con cái thành người. Khi thấy cha mẹ vì cần kiệm mà xem nhẹ sức khỏe, hãy nên góp ý chân tình. Khi được cha mẹ khuyên bảo, dù nặng lời, hãy nói câu cảm ơn, bởi cha mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho ta. Thay vì nhảy dựng, phủ nhận ân huệ vô giá này, hãy biết trân trọng và hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ. Khi cha mẹ hỏi han, dù là chuyện ta đang phiền lòng như thế nào, cũng đừng nói. Con có nói bố mẹ cũng không hiểu đâu, thôi bố mẹ đừng hỏi nữa. Cha mẹ có quan tâm lo lắng mới hỏi thăm. Trên đời này, tri kỷ cùng bạn đồng sinh ra tử hay người bạn thề nguyện yêu thương cũng không quan trọng bằng cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ vốn dĩ không bờ, không bến. Dù cha mẹ không thể giúp gì ta, thậm chí ta cũng không muốn để họ lo lắng, thì cũng đừng buông ra những câu nặng nhẹ như vậy. Phận làm con, đừng để cha mẹ cảm thấy mình là người vô dụng. Vậy cho nên, đừng chờ đợi hay trì hoãn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cha mẹ. Gặp nhau ở kiếp này, chưa chắc đã có kiếp khác. Hãy ở bên cha mẹ khi chưa quá muộn và cho họ thêm thời gian. Những ngày còn có thể đồng hành, hãy bao dung, nhẹ nhàng và tử tế hơn với cha mẹ mình. Mỗi lần trân trọng hiện tại là để sau này bớt tiếc nuối. Phải hiểu rằng, cha mẹ là duy nhất trên đời. Mất đi một người bạn, có thể tìm bạn khác. Mất đi một công việc, có thể tìm lại một công việc khác. Thậm chí, trái tim vỡ vụn rồi cũng có thể thay thế bằng trái tim khác. Nhưng cha mẹ không còn nữa, biết tìm nơi đâu. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Hộp cơm của cha. Đã 1 giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến. Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa, nhà máy không phục vụ cơm. Nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon. Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nấu khen rất ngon, nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy có chút gì như khinh thường. Đúng vậy, khinh thường. Một người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu khổ chịu cực, không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Phải chăng mẹ đã bỏ nó từ khi còn bé tí để theo một người đàn ông khác, vì một người cha không có tiền đồ như vậy? Mẹ có thể tìm lại được cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới được. 2 giờ chiều, cha vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm. Gần đây nấu cũng linh tinh nữa. Hôm qua không có thịt, hôm kia 1 giờ chiều mới mang đến, hôm kìa quên cả muối. Đợi suốt cả buổi chiều cha vẫn chưa đến. 7 giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi tới. Bố anh đang ở chỗ chúng tôi. Ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về. Lạc đường? Cha làm sao mà lạc đường được? Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha vẫn cầm hộp cơm. Thấy nó đến, cha vội đưa tới cho nó. Ăn cơm đi. Cha đang làm gì vậy? Một hộp cơm cầm đến tận bây giờ, lại cầm đến đây. Nó đang muốn phát điên thì người cảnh sát nói: Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại. Hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói không nhớ. Hỏi nhà ở đâu, tên gì cũng không nhớ. Thế là gọi điện cho chúng tôi. May mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Cha anh mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, phải trông coi ông cụ đừng để ông ấy đi mất. Cha đã bị mắc bệnh đãng trí tuổi già. Giờ nó mới biết. Để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai. Cha bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm. Hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, đưa ra trước mặt nó. Một người đàn ông đã trưởng thành như nó, cuối cùng đã không kiềm chế được, òa lên khóc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.